Bây giờ mình chuẩn bị vào cái khu di tích quốc gia danh thắng Thác Thủy Tiên nha cả nhà. Mình đi vào tới đây thì mình sẽ quẹo qua bên tay phải khoảng 3,5 km nữa ha. Đây cái một cái ga 3 nè. Giờ bây giờ mình quẹo phải nha. Vừa quẹo bên đây thì các bạn thấy một điểm bán cây giống quá trời luôn. Dừa rồi bán sầu riêng rồi bán tùm lum á, đây là những cái cây giống bán gừng tùm lum các bạn, đủ thứ hết ha. Trời ơi đây nè, rất là lớn luôn ha. Và đây là người ta đang chuẩn bị làm đường đây cả nhà. Mấy năm nữa đi đẹp. Mấy năm nữa đi sẽ rất là đẹp. Đây cây giống đây. Xuống cây á, đây ta đang xuống cây nè cả nhà. Sầu riêng, sầu riêng quá trời luôn. Ở đây đồ ẩm nhiều thành ra cây có rất là tươi tốt các bạn. Với lại hôm qua mới một cơn mưa lớn. Ở đây có một cái trường trung học cơ sở, trung học và trung học cơ sở Lê Duẩn, trường cấp 2 và cấp 3 luôn. Ok rồi, em chạy sao mà em thấy không nghe cô tôi nói năng gì là em hiểu rồi đó, là cô lọt mắt rồi. Không nghe các bạn ơi là hiểu rồi đó. Wow, bên này mình quay cho các bạn xem bên đây nữa nha. Đây đường nè, để bên đường nè, bên người ta nấu đường và người ta rải nè, người ta rải người ta phun nữa. Phía xa xa các bạn nhìn thấy đó là những cái vườn tiêu. Đường rất là dằn các bạn ha. Bọn mình đang cưỡi con Tuấn Mã và tụi mình đang cưỡi ngựa. Tuấn Mã đeo già ra, mỗi lần lên dốc á hai đứa mình cũng nhẹ ký lắm, mình ra nó ghì mái. Nó ghì mái vậy lắm. Đây là cuộc sống của những người dân ở Đắk Lắk. Đây mình quay cung đường cho các bạn xem nha. Rồi chuẩn bị chơi tôi chỗ tưng đó, các bạn thấy mình cưỡi ngựa không đó. Những ngôi nhà ở đây là đa số là gỗ, mình nghĩ chắc là ngay gần rừng có gỗ nhiều hơn sao không biết nữa, nhưng mà mình thấy nhà nào cũng gỗ. Ở dưới Sài Gòn mình nhà ở dưới Sài Gòn mình nhà nào là gỗ là dữ dội lắm nha các bạn. Ở đây là đa số là nhà gỗ. Đây có một cái ngôi biệt thự ở đây. Mình có một người bạn là dân địa phương ở đây. Các bạn nói nhiều khi mà trúng mùa hả, người ta có thể người ta một năm người ta được 1 tỷ 2 tỷ luôn, có thể nhiều hơn nữa đó cả nhà. Nè bán đất rẫy nè, mình có số điện thoại mình quay luôn rồi nha, bạn nào muốn cứ liên hệ. Đại gia Phú Núi đó. Ồ những cái gì vậy ta, cái gì lạ quá ha. Đây nè, cái gì rất là lạ. Gân là gừng nè. Ồ gừng đó. Thấy không? Đúng không? Đúng không? Gừng. Ôi đây các bạn, người ta ươm giống nó rất là nhiều. Ừ. Quá trời luôn. Trên đường về mình sẽ quay thật nhiều clip cho các bạn xem. Hai nhà này xây kiến trúc giống nhau, chắc là chị em ruột quá. Ồ chuối này các bạn. Cây
này mình không biết đó là cái cây gì, bạn nào biết bình luận cho mình nha. Nó không phải là cây cốc, nó rất là giống cây cốc nhưng mà nó không phải là cây cốc, còn cái bông nó cũng y chang cây cốc luôn nhưng mà nó không phải là cây cốc, mình cũng không biết là cây gì. Các bạn có thể, bạn nào ở khu vực này mà biết đó là cây gì, các bạn bình luận cho mình nha. Ôi, hãy dừng, dừng lại, dừng lại. Trời ơi, mít gì mà đẹp dữ vậy. Trời ơi, các bạn thấy không? Mình thấy gì đẹp là mình dừng lại, mình quay phim cho các bạn xem. Chua choa cái mít. Đây, mình quay cái mít cho các bạn xem. Trời ơi, gì mà đẹp dữ vậy thần. Trời ơi, đây nè các bạn, cái mít nè. Trời ơi, quá trời trái luôn. Đẹp lắm đó nha ơi. Wow. Trái to thì to. Đây. Trời ơi, quá trời trái luôn, một cái mít mà trái nè các bạn. Mà này là ở bên ven đường nha. Ven đường luôn. Các bạn biết không, trái từ gốc lên tới ngọn. Trời ơi, cô có trái nè. Ừ. Cô số 3 cô quay tiếp. À, để cô gặp người dân, cô xin phép cô quay. Giờ ngoài đường cô quay trước đã. Trời ơi, thích quá. Ôi ôi, đây nè các bạn. Ôi ôi, có mít nè. Ôi trời đất ơi. Đây là nhà của người dân, rất là dễ thương. Con chào bà, cho con xin quay phim nha bà. Dạ. Trời ơi, các bạn ơi, thiệt, từ nhỏ tới lớn mình mới thấy cây vải luôn. Trời ơi, trái vải, quá trời trái vải luôn các bạn. Rất là nhiều trái vải luôn, mình quay gần cho các bạn xem nha. Đây. Wow, nhiều vải quá. Trời ơi, thích quá. Từ ở dưới thấp luôn các bạn, có thể mà mình chạm vào được luôn nè các bạn. Gần như thế này luôn nè. Ôi, vải quá trời vải luôn. Nhiều lắm luôn. Đây, vải đây. Rất rất là nhiều. Nhiều lắm luôn, cả một cái cây, cái cây cái như là một đầy vải hết các bạn. Quá đẹp. Đây là nhà của người dân tộc hả các bạn. Tất cả nhà ở đây bằng gỗ. Và mình được một chú chó ra chào đón nè. Chào con. Chào con. Ừ. Đẹp quá. Đây, đúng rồi. Đây là cái mà quá tuyệt vời luôn. Rồi ok, thôi chào nha. Bye bye chú chó dễ thương nha. Rồi ok. Đây, các bạn thấy không, thanh long bò lên trên đá nè. Rất là thiên nhiên, rất là thiên nhiên và rất là tự nhiên. Các bạn thấy không? Rất là đẹp. Ngoài đường quay vô. Vải cây dâm bụt. Ờ, cây hoa dâm bụt. Vải nhiều trái đến mức như thế này đây. Quá trời quá đất. Rồi, tụi mình lại tiếp tục tục lên đường đi ha. Những chú chó ra chào đón mình. Con đường vô tháp Thủy Tiên các bạn. Đây là những bụi tre làng. Trời ơi mít. Trời ơi mít. Trời ơi một vườn mít. Trời ơi trời nhiều quá. Các thể loại mít luôn các bạn ơi. Trời ơi các bạn ơi. Nó nhiều đấy mà. Quá trời luôn, trái. Không biết quay cái gì luôn. Không biết quay cái gì luôn, quá trời luôn. Trời ơi. Bên này nữa. Này. Nhiều quá. À cái điều à. Dừng dừng lại con quay cái điều cho người ta biết. Điều gì? Điều màu để thắng á, thắng màu. Bây giờ mình thật sự mình nhờ mình đi lên đây, mình mới biết được cái cây điều màu là như thế nào. Cái cây điều màu các bạn, hạt điều màu nè các bạn. Hạt điều màu là để thắng màu hả? Ờ, để mình mở cái bên trong đó là gì? À, bên trong đó nè các bạn, để mình mở ra bên trong coi nó là cái gì nha. Đây. Đây, sorry người dân nha, em xin một miếng đây em quay phim. Đây nè các bạn, cái hạt của cái điều màu nè các bạn. Wow. Đây là cái hạt của nó nè. Đây nè các bạn. Nó dính tay cô luôn phải không? Đây là cái hạt điều màu đây cả nhà. Ừ, nó bung ra nè. Còn hạt nè. Nè cô quay được hạt nè. Ồ đúng rồi. Nè nè. Đó. Đó. Cái hạt này bỏ vào ăn, bỏ nè, vào ăn. Bà bỏ tay nhi đi chơi cô quay cho vậy.
bỏ vô ăn vô, lát là nó lên màu á. À, đây nè. Cơm chiên chiên châu. Đây các bạn, đó, cái điều màu đó các bạn. Mình nấu bún bò rồi đó. Đúng rồi. Nó lên nó đẹp màu. Đây. Đó ha, lần đầu tiên mình thấy cái hạt điều màu nha. Ha, hạt điều màu mình là mình thấy ở chợ không à. Còn giờ lên đây mình mới thấy được cái hạt điều màu. Bây giờ mình sẽ quay cái cây điều màu để cho các bạn xem đây. Cái cây của nó đây. Đây nè. Quá nhiều luôn các bạn. Và sorry chủ vườn, mình sẽ xin một trái nha. Mình sẽ xin một trái, giờ không có chủ vườn đây mình không xin được. Giờ mình xin đại về chinh clip thôi. Để mình hái mình quay cho các bạn chúng ta xem nha. Sorry chủ vườn có thấy cũng thông cảm cho mình nha. Rồi bây giờ bạn Nhi sẽ mở ra cho các bạn xem. Cái hạt điều màu là như thế này đây. Quá đẹp. Đó. Nó bị sâu à? Bị sâu à? Nó bị sâu à. Phải không ha? Không phải, phải sâu không? Sâu sâu. Ồ vậy hả, nó là bị sâu hả? Ồ. Thôi lỡ xanh thì mình xin trái khác đi. mình xin một cái trái khác nữa. Cũng có thể mùa này là bị sâu. Để mình hái đại nha, mình cũng không biết được. Đây. Mình lỡ xin rồi mình xin một trái khác để mình quay cho các bạn xem. Giờ bạn Nhi sẽ mở ra đi Nhi. Có sao mới mưa hôm qua nó không sâu mà mới mưa qua. Mới qua mưa qua ướt. Ồ vậy nó có ảnh hưởng gì tới hạt điều không ta? Chắc có. Không chất lượng. Nhi cho ra tay cho coi nó có ấy không Nhi. Người ta thu hoạch nó mà. Đó nè các bạn. Những ai mà chưa thấy được cái cây điều màu. Phơi khô lên. Chưa thấy cái cây này. Phơi khô người ta có rang không ta, hay là về mình mới rang đúng không? Phơi khô thôi là. Về mới rang, mình bỏ dầu đi mình nấu mới lên. Đây nè các bạn. Rang lên mất màu. Cái này là phải người ta làm cơm chiên đúng không? Đúng rồi. Cơm chiên nhân châu á. Cơm chiên nhân châu đó các bạn. Nó bún bò nha. Tại... bỏ vô. Đúng rồi. Màu lên đẹp. Đó, tại vì ông xã mình nấu ăn không mà mình không có nấu ăn, người ta mình không có rành. Nhưng mà mình biết là cái này cái màu cho mỡ vô là cho lửa lên mỏi vô là cho này vô nó ra màu màu vàng vàng đỏ đỏ vậy đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, ok. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ đi tiếp nha các bạn. Mình sẽ đi tiếp, giờ mình dục mấy cái hạt này dưới này cho nó lên cây đi. Đây là cái vườn điều màu đây. Đó. Giờ mình đi mình sẽ quay cho các bạn chúng ta xem thực tế nha. Thực tế bọn mình đi trải nghiệm thực tế như thế nào. Những cây mít có thể cao trên 7 mét luôn nha cả nhà. Còn cái xa xa nó chắc là rừng cao su quá. Cao su không? Cái gì cao quá mình không biết cái gì luôn. Cây cao đây, cây cao. Ta bình luận chứ thôi mình không biết cái gì luôn. Tiếc mình không biết gì mình nói. Wow, còn đây là tiêu. Cà phê. Chết cha, lộn cà phê, xin lỗi các bạn nha, tại vì mình cũng phải là dân ở đây là mình có thể mình đang ra hoa các bạn. Rồi ve kêu mùa hè đó. Chào chú. Bên đây là hoa râm bụp. Ở đây thì người ta thường trồng những cái cây râm bụp, hoa râm bụp đó các bạn. Có vườn lan bên trong rồi. Dâm bập để làm giống như làm cái hàng rào để tranh ranh giới giữa nhà này với nhà kia. Ở đây thì ở dưới quê mấy chú chó hay chạy ra đường, nhưng mà ở Sài Gòn mình ra đường chỗ này là tiêu rồi, là những người xử lý người ta sẽ, những người mà đi bắt trộm chó người ta sẽ chọn mất tiêu rồi. Xe này là người ta chở rơm cuộn đó các bạn, rơm cuộn để về khi mà người ta trồng rừng trồng rừng á. Thấy người ta rải lên. Ok, bây giờ mình tạm xin phép dừng clip tại đây nha cả nhà. Một lát nữa vô thác Thủy Tiên mình sẽ quay tiếp tục cho cả nhà chúng ta cùng xem nha. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nếu các bạn thấy video bổ ích và thực tế, các bạn hãy nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Tội nghiệp tài xế của mình lắm các bạn. Bé Nhi nó thấy chỗ nào mấy là mình đang chào các bạn mà thấy chỗ nào ấy là nó chỉ cho chân chết thiệt để mình quay cho các bạn coi. Rồi một lần nữa bye bye nha, giờ mình bye bye thiệt nha. Bye bye, nhớ đừng quên nhấn like, share và subscribe cho mình nha. Bye bye.